mấy cái bùa nhùi mới, chà cái vỏ đó. Xào trộn cho nó đều lên. Nấu nước là lèo mà có trái dừa các nhau, nó ngọt cực kỳ nha. Ăn thêm cái đũa đi cho nó đủ cặp. Món này cũng mình thấy là cũng đơn giản đó các nhau, đơn giản dễ làm mà nó ngon nữa. Chào cả nhà, trở lại với video tiếp theo của gia đình mình nha. Thì sáng mình có đi chợ mua về được hai con gà cả nhà. Về rồi rửa sạch rồi chặt nhỏ nè. Cả nhà coi nè, bốn cái đùi quá bự ha. Thì hôm nay mình sẽ làm món gà hầm xả cả nhà ơi. Còn bên đây là các rau ăn kèm nè. Ở đây thì mình có cải ba xanh, mồng tơi với mướp ha, mướp non với củ cải trắng thì hồi mình hầm chung với gà, và không thể thiếu là xả. Rồi thì giờ mình sẽ bắt đầu ướp gà trước nha. Đầu tiên mình sẽ cho tỏi vô nha. Mình cho một nửa thôi, một nửa để hồi mình cháy. Đây là hạt nêm nè, mình cho vào 2 muỗng. Tiếp theo là muối nha. Mình để xíu đường vô. Mình cho một chút nước mắm nữa. Đây là dầu điều nè cả nhà. Mình cho vô 2 muỗng đi, cho nó lên màu cho đẹp. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Hai con gà này sáng mình mua hình như là 3 ký 7 cả nhà. Cũng to ha. Cái phần gà mình cũng đã ướp xong rồi nè. Cả nhà coi cái màu nè. Cũng đẹp ha. Rồi. Thì giờ mình sẽ để ở đây thấm trong vòng 5-10 phút đi. Giờ mình sẽ đi rửa rau nha. Đây cải ba xanh này, cải ba xanh này nó còn non á, ăn nó ngon, nó không có bị nồng. Quá là tươi luôn. Giờ mình lọc mồng tơi nè. Mồng tơi này cũng non lắm. Bây giờ mình ăn luôn cái cọng. Mấy cái mướp hồi sáng mình mua non quá chừng luôn. Thường thường ăn lẩu đồ thì người ta sử dụng mướp non này, ăn ngon lắm. Với người ta để vỏ luôn cả nhà. Mướp non nên ăn để vỏ luôn. Nhưng mà nó cũng còn cái vỏ nó cũng còn hơi cứng cứng nè. Nên mình ở đây mình có chuẩn bị một cái bùi nhùi nè. Đấy, lấy cái bùi nhùi mới, mình chà cái vỏ đó, chà cho nó bớt cái phần cứng đó nè. Giờ mình cắt nhỏ củ cải trắng ra. Phần xá cây này thì mình đập dập rồi cắt khúc cả nhà. Rồi giờ mình sẽ đi ra ngoài đi cá hai trái dừa, đi vô chuẩn bị nấu cả nhà. Món này là phải nấu với nước dừa nó mới ngon được. Đây có cây dừa này, cái hoài này được nè. Mình sẽ hái trái này nha, hai trái thôi. Giờ anh bắt cái nồi lên bếp để chuẩn bị nấu cái này.
Đầu tiên mình sẽ cho vô nồi một ít dầu nha. Sau khi dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi vô. Tỏi đã vàng rồi thì mình sẽ cho sả cây vô nha. Phần sả cây giờ nó thơm quá chừng đó nha. Rất là thơm luôn á. Giờ tiếp theo mình sẽ cho phần thịt gà vô nồi luôn nha. Mình cứ xào trộn cho nó đều lên. Đến khi nào mà cái phần thịt mình nó săn lại á, rồi mình sẽ để nước dừa vô. Rất là thơm luôn. Cái phần thịt gà giờ nó cũng săn rồi đó nha. Đấy, giờ mình sẽ cho nước dừa vô nha. Không có chặt tay dừa sẵn đây. Có nước dừa vô ngọt lắm. Giờ mình cho thêm nước lá vô nữa. Cho thêm thịt nữa đi. Cái nồi gà hầm của mình cũng gần chín rồi đó cả nhà. Thịt cũng muốn mềm mềm rồi. Giờ mình sẽ cho củ cải trắng vô nha. Cho củ cải trắng vô nữa là chuẩn bị ăn được rồi. Giờ mình sẽ sắp rau ra mâm rồi chuẩn bị ăn cả nha. Nó bụng quá rồi. Đầu tiên là rau mồng tơi nha. Lẩu thì nhiều rau mới ngon. Còn đây là cải bay xanh nè. Rồi mình để mướp ở chính giữa. Rồi mình cắt mướp để chính giữa. Mướp này non, ăn ngon lắm cả nhà. Giờ mình nhờ Út múc ra cái nồi nhỏ và chuẩn bị ăn thôi. Thơm không ha? Quá thơm luôn. Cái đùi coi kìa. Mùi chán luôn. Rồi, giờ cha mình sẽ đem cái nồi gà ra. Wow. Quá hấp dẫn ha. Cái đùi mình thấy thêm. Mê. Rồi. Quá tuyệt cao luôn. Út để ra đi Út. Quá thiệt gà luôn nè. Rồi như vậy là cái nồi gà hầm sả của mình cũng đã nấu xong rồi cả nhà. Dạ. Cho cả nhà coi hấp dẫn rồi đó. Dạ. Đây, úp trước à. Hôm nay ăn chung mình có cha giúp yêu nữa. Quyên thì bận rồi. Như giờ mình thì đi làm. Giờ múc cho Út trước nha. Lì xì Út cái đùi nó. Út thích ăn đùi ha. Cho miếng củ cải nè. Rồi vậy đi cha, thằng nào hết cái múc chút thêm. Thấy rồi, bắt đầu nhận rau vô. Dạ, múc cho giật giật đi cái mình nhận rau vô. Cha cũng mang cái đùi đi cha. Cha không là cũng đầy đâu. Này khiếu cánh đúng không? Cái cánh à. Ngon quá cả nhà ơi. Ăn lẩu này thì đầy đủ rau mới ngon nha. À, sáng có đi chợ mua mướp nè, cải bay xanh, mồng tơi. Để cho mướp vô cho nó ra nó ngọt. Dạ. Hồi nãy cha có hái thêm nấm cải trời nữa. Cải trời đi phải không cha? Cải trời. Cải trời thì cái mùi nó thơm. Giờ để nước, để mướp vô. Mướp thì nó ăn ngon. Út ăn đúng. Có mướp thì nó ngọt hả cha? Ngọt đó. Dạ. Rồi cha ăn đi để hồi nó chín. Để hạ ra từ từ. Rồi. Út để bún vô luôn hả? Dạ. Út ăn đi. Sáng giờ Út cũng đói rồi. Đâu cho thử đi cha. Ngon chứ? Dạ. Cha thích ăn mấy cái khỉu cánh đó cả nhà. Có xương á, giòn giòn ngon. Còn Út thì phải ăn đùi. Cha thấy cái nước làm sao? Cái nước con nêm sao? Ngon chứ, ngọt anh. Dạ. Có chặt cái dừa bỏ vô. Dạ có, hôm nay có nấu thêm trái dừa. Con sợ nấu dừa nhiều cũng khó nêm cha, nó ngọt cái dừa khó nêm á. Bởi vì sử dụng trái mập à. Cái gì cũng phải có thêm nước. Nãy mẹ nói nước chấm lấy chao làm cũng được nữa. Chấm chao á cha. Thôi cái này mình chấm nước mắm trong đi. Mắm trong đúng không? Mắm trong đúng hơn. Khi nào mà dịch thịt gà nấu chao thì mình sử dụng nước chao, nước chấm chao. Các bạn thấy sao không? Ngon. Ngon ha. Đó giờ cũng ăn món này lần nào chưa ta? À hình như nhớ có đúng không? Có. Có.
mẹ nấu cũng mấy lần rồi đó. Ừ. Lâu lâu có mình cũng hầm trả nấu ông nó nhiều lần rồi đó chứ. Nói chung nhà mình thì đám tiệc thì thường hay nấu món này lắm cả nhà. Gà hầm xả nè, với vịt nấu măng, vịt nấu nấu chao. Là mấy món đó thường. Hồi Út ăn cái đùi đi. Út ăn cái đùi đi coi mềm không? Nãy nấu cũng mềm rồi. Chấm nước mắm ha. Ồ, mềm không? Mềm. Mềm quá nha. Út thì gan yếu bởi vậy nấu mềm mềm cho Út ăn. Dạ, ông Hai. Dạ, Út ăn trước đi. Cha nhận cải trời vô cha, cho thơm cha. Để nhận cho. Cái trời nè. Cho thấy đũa cho em ém xuống con. Cái bé xanh. Cái bé xanh cái kiểu này non cả nha. Nên mình không có cắt nha. Mình để nguyên cọng luôn. Thấy hấp dẫn ghê chưa? Giờ sẽ vô ăn luôn nha cả nhà. Đó. Vô ăn coi. Rồi, ăn thôi. Rồi giờ mình sẽ thử cái nước này. Mướp chín nè cha. Ừ. Nó vừa chín tới ngọt. Để cho miệng quá không ngon. Ê Út, có cái đuôi nè. Đuôi nha. Thôi để họ đi quay. Út phá ăn đuôi lắm. Hấp thử cái nước. Rồi, mời cả nhà nha. Ngọt quá chà. Ngọt nước ngọt kia. Kiểu mà mình nấu nước là lèo mà có trái dừa cả nhà. Nó ngọt cực kỳ nha. Quá ngon nè. Hồi sáng con ngủ dậy. Con thấy sao bữa nay trời lạnh quá. Giờ còn lạnh cho thấy không? Kiểu bữa nay trời se lạnh cả nhà. Se lạnh. Bây giờ thôi bữa nay nấu lẩu ăn đi. Lẩu thì để nấu lẩu gà nè. Gà nấu xả ăn. Mà sao nay thời tiết cũng kỳ chứ. Nay cũng tháng 2 rồi, tháng 2 mình rồi. Mà sao cũng còn hơi se lạnh nữa chứ. Cái mút là cắt từ từ nhau. Con gạo gạo nè. Gạo nhiều lắm. Để cho nhận dao gỡ thêm nữa con. Cho mướp vô. Lẩu này ăn nhiều rau mới ngon. Mà nay đi chợ cũng hên cho. Thấy được cái nấy nè. Cái này là cái ngao hết chứ. Không phải cái ngao. Cái non. Nó tâm nó vừa tới. Với cải bè xanh này mà mấy cái cọng bờ bự bự á cha, mấy cây bự bự á. Ăn nó cũng nồng lắm á. Ngon. Bữa nay ăn nhắc trưa. Mỗi bữa nhắc trưa này nè. Là cả nhà mình ăn lẩu là cũng mệt lắm á. Đổ một hồi hộp nhưng phải chơi. Nhưng bữa nay trời xe lạnh cũng đỡ. Mút giòn. Kiểu nó vừa chín tới nó ngọt. Kiểu còn cái vỏ hết chưa. Mút là bây giờ hái rồi mút non còn. Dạ. Ta bán mút non. Ta bán mút non. Tại vì người ta ăn lẩu rồi chưa. Mà mút non thì người ta không có gọt vỏ cả nha. Gọt cái nó phạm bên trong uổng lắm. Ta cạo hoặc là người ta sáng lấy cái bùi nhùi á, chà. Lẩu là phải có tính rau vô nó ngon. Dạ. Mà hay ăn như thế này mình để đu đủ đồ vô được không cha? Không. Cũng được đó không. Con thấy có người không? Có người con để đu đủ vô nữa. Ngọt nữa ha, cái ngọt nữa, ngọt nữa. Mình ở đây thì mình sử dụng củ cải trắng. Mứt non cũng ngọt hả? Dạ. Củ cải trắng với mứt non là ngọt nhất. Ừ.
Ráng giờ Út đói không? Kiểu ráng giờ Út chưa ăn gì cả nha. Thấy mình làm mà cũng tâm trạng món này để trưa ăn luôn á. Mình cũng đói vô không? Đói lắm chứ. Dạ. Nãy chống cánh rồi. Gà nó mua nhiêu ký? Gà nó mua 80 ngàn tới. Kiểu gà này cũng không có phải là gà vườn đó nha. Gà người ta nuôi á. Còn gà vườn mắc lắm chứ. Gà vườn có 100 mấy á, 101, 102 á. Nha. Nhưng mà nó nói vậy nè. Nó coi chuyện Quyên có đi về á. Nó ăn. Nó phái gà mềm vậy cả nha. Còn gà cứng không thích. Ừ, con múc ra thêm nè. Quá xoài. Con bún nha. Cũng phải bún nè. Gà hành trái này thấy cũng nó ngon. Dạ, có bún mới ngon quá bình. Ừ. Dạ. Đây không ăn nữa. Đó. Cho đế này họ cho nhận phải không? Có mứt non là Út ăn từ từ nha. Mứt non này nó kiểu nó nóng lắm Út. Ừ. Ăn từ từ thôi. Nè, nói chung giờ ăn thêm cái đồ đi cho nó đủ cặp. Đó. Cho miếng thịt nữa nè. Trong khi mình đợi cái đùi nó nguội thì mình ăn cái thịt trước đi. Ok. Có cái muỗng, có gì có ăn đũa khó thì ăn muỗng. Để ra vô, để ra vô. Cá trời đi. Ủa cái trời nãy cho hái đâu mà nhiều dữ cho. Đúng chú bà. Ừ, hèn chi. Thấy cho đi lâu lâu. Đây xung quanh vuông mình á thì đâu có cái trời nhiều đâu. Có mấy cây à? Hồi trước có mấy buổi à? Mới gọi là sạch thuốc rồi hết. Để coi hồi có ít nước thì mình thêm nước. Thịt chứ. Quá thật thật. Thịt nhiều lắm. Tháng mua 2 con luôn mà. Cái trời ăn thơm quá. Hương nhớ là nồi canh tập tàn nào á, nhà mình cũng có cái trời hết á. Ờ, trước tàu cái trời mình vô mình dưới lắm. Ừ, đó cái trời quá trời luôn. Thơm. Thơm ghê. Mà hết cái trời luôn. Nó là cao dại, cao vườn á chứ. Chứ người ta không có trồng phổ biến ha. Có, bây giờ người ta trồng. Giờ nó có trồng á. Người ta trồng, người ta cắt, người ta bán. Dạ. Con đi chợ lâu lâu thấy không? Mấy thím rồi đó. Ngồi khúm khúm lại bán. Mà rau của người ta, xung quanh vườn người ta, người ta cắt người ta bán. Kiểu rau nhà đó. Chứ không có thấy mà kiểu trồng đại trà. Mà giờ cha nói có trồng rồi ha. Ờ. Theo cái trời này mình mua cá thác lát gì mình nấu canh cũng được. Được, đúng được. Ngọt. Rất sâu lên là thật trâu. Gấp gạo xong cái còn thêm miếng nước. Gấp gạo nữa. Ừ, con gà mình. Ừ, rồi cái nó xanh mềm á. Cái trà này hơi cứng. Cha. Đấy, con thêm nước. Thêm nước vô.
Thịt còn quá trời trống chưa? À, đâu có ăn hết. Thịt nhiều lắm. Bữa nay con nấu nguyên cái nồi bự chảng luôn. Tha hồ mà ăn. Út dầm là Út làm cái đùi nó nói không? Còn cái đùi nữa kìa. Như ta thấy bữa nay là con nấu cái nồi này là theo đúng vị chứ chưa? Đúng rồi, tả thì cái mùi cả vậy nó đúng rồi. Dạ. Cái độ ngọt thì nó có. Nhưng mà cái mình nào nó để mà thành phần vô nhưng mà ra quá ta nấu nó đủ món hơn. À. Ví dụ như này là ta để thêm vô cái đậu hũ non nè. Rồi có người ta để củ sen. Sen ta để vô. Mà thịt thì nó đâu có nhiều như vậy. Dạ. Người ta đâu cái con gà mà ta nấu đông 4, 5, 6 cái lẩu của này, hai con gà nó có lẩu gì thì phải cái dữ dằn à. Cái độ ngọt là chất lượng á. Ừ. Nhưng mà món này mình thấy là cũng đơn giản đó cả nhà. Ừ. Đơn giản dễ làm mà nó ngon nữa. Chứ món hon gà giả cầy rồi này nọ thì có người người ta không có chịu cái mùi mà cái ấy chà, mùi di hương á, có cái mùi đó người ta không chịu. Không đúng, mà miền Tây mình nấu giả cầy mà không có mùi di hương đầy rồi không giống. Không đúng. Đúng. Ừ. Đúng được, mềm không? Mềm. Đang hộ những rau trốn ăn thêm nè, ăn rau nhiều cũng ngon. Ăn bún đi. Thịt quá trời không ăn, ăn bún. Ăn bún vô ăn cơ không ngắt, nhưng thịt nó cũng ngắt. Hôm nay đập cái tay vừa gọi không đi làm được gì đó, làm đặt giặt cái nhà đâu. Tôi không thấy từ khi mà cha bị cái tay nè, là kiểu một tháng đầu, một hai tháng đầu đó nha, là cha coi như là nằm dưỡng thương là cũng yên ổn lắm nha. Qua tháng thứ hai rồi, trời ơi, bạn bè của cha kêu đi làm thì thôi luôn chứ, mà cha cũng nôn nữa cả nhà. Ở nhà buồn, đi làm vui. Dạ. Kiểu mình đi làm quen rồi á, cái giờ không làm cái cha buồn. Cha đòi đi làm hoài chứ gì, nhưng mà mẹ với tụi mình cản cha. Chứ hôm qua nè, chú ba kêu cha đục bùn vậy đó. Đẩy đất. Đẩy đất. Mẹ nghe được, đâu có cho cha đi đâu. Nói chung bây giờ mình thấy vậy mình cũng dưỡng cha. Thấy vậy chứ lỡ như mà cha làm cái gì đó mà ấy bị lật một cái rồi còn nguy hiểm nữa. Giờ cho anh cứ dưỡng cho vòng 1 năm đi, không cho nó cứng xương đồ hết đi hãy làm lại. Có bị vậy rồi làm chắc nữa sao rồi, có chân tay chắc cũng yếu hơn chứ không phải còn mạnh mẽ như người trước đâu. Con nghĩ vậy đó, ít nhiều là cũng phải bị không bằng ta, không bằng như trước rồi, tại nó có cái tì. Mà nước này sao con thấy ăn không cái nó kiểu nó hơi sắc hết trơn. Sắc là mặn hả? Dạ. Đâu có. Bởi vậy mình phải để dao vô. Chứ nó mặn. Để mà tươi với cải rồi có cái trời khỏi khỏi rồi. Xào quá. Tôi ăn nó béo.
bích nội luôn. Bích luôn rồi. Chứ hồi nó xem à. Ăn này cái nhớ lại cái nồi hôm bữa nấu nồi cháo cá lóc hết cha, ăn cũng chắc trưa vậy nè. Hồi ô bữa đó ăn cũng ngon quá chừng. Kiểu qua Tết rồi. Cái ăn lại cái nồi cháo cái thấy thanh đạm mà sao thấy ngon á. Bữa nay cũng vậy. Lâu rồi ui con ong. Bữa nay ăn lại món này cũng thấy ngon quá chừng. Trưa mà còn ốc cây ăn lẩu hả? Còn còn gì bằng nữa. Dạ. Mà cũng có ngày nha. Trời ơi có ngày hồi nãy mình nói cả nhà đó. Có ngày nắng dữ lắm. Không có miếng gió nào luôn á. Ngồi ăn mà đổ rồi không? Có bữa cái nào mà bữa nó ăn cái gì? Nó ăn nhiều không được. Bữa mà nó cũng ngon lắm. Dạ. Mà nắng đó, sao có tiết trời cho bữa nó ăn rồi không? Quá nóng. Rồi vậy là gia đình mình cũng mới dọn xong cả nhà. Hôm nay trời se se lạnh mình đi chợ mua gà về làm món gà hầm sả cho cả gia đình mình ăn. Hôm nay cho ăn thấy sao? Nó sao vậy? Đứng ở ảnh ngược luôn. Nó. Dạ. Cũng đéo công nhận bữa nay là con nấu là niêm là nó thấy cha thấy là cảm nhận nó tới nè. Dạ. Nó ngọt nè. Nhưng mà nhiều quá. Ừ, hơi nhiều. Bữa nay nha. Không. Hai con nhiều thầy. Rồi ăn không hết rồi chiều mình ăn tiếp. Dạ. Chắc còn bốn khoảng hai cữ nó mới hết cả nhà. Nhiều quá. Rồi Nguyên về rồi Nhi đi làm về rồi mẹ đổ ăn trời có dễ chứ chịu không? Ăn lại. Để chưa đắt lắm á. Hôm nay ăn thấy sao? Ngon. Rồi ha. Này cho mấy điểm ta. Mấy điểm? Cho biết. Đưa trời mà nắng mà ngồi gốc cây rồi ăn lẩu nó. Hết bài. Rồi. Thì video của gia đình mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Nếu như thích kênh thì cả nhà hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký nha. Giờ thì gia đình mình với mấy cả nhà. Bye bye. Bye bye.